Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Các bạn thân mến, như đã chủ đề các bạn ở bản tin trước thì huấn luyện viên Gông Okyun mới đây đã bất ngờ nhắc đến Việt Nam trên Facebook cá nhân. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho đăng tải hai bức ảnh chân dung được khán giả Việt Nam vẽ tặng kèm theo lời cảm ơn biểu tượng hình trái tim. Dưới bài đăng thì nhiều người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông Gông Okyun, đồng thời thì các cổ động viên Việt Nam cũng để lại bình luận bày tỏ mong muốn ông Gông Okyun sớm trở lại Việt Nam. Như đã biết thì ông Gông Okyun hoàn tất khóa học lấy bằng AFC Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ngay sau đó thì trong một chia sẻ với báo chí, nhà cầm quân này thừa nhận là muốn trở lại Việt Nam làm việc. Theo tiết lộ thì thông qua người đại diện, huấn luyện viên Gông Okyun đã nhận được lời mời liên hệ của một số đại bóng, trong đó có cả các câu lạc bộ thuộc V-League. Hiện tại có ít nhất 3 đại bóng tại V-League 2023 có thể tính đến chuyện thay tướng trong thời gian tới nhằm đổi vận, bao gồm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng hay là Thép Xanh Nam Định. Câu lạc bộ Đà Nẵng rơi vào cảnh đua trụ hạng ở mùa giải năm ngoái. Đội bóng sông Hàn chỉ thoát hiểm vào giai đoạn cuối. Tình cảnh của Đà Nẵng có thể là thay đổi nhiều so với quá khứ. Họ từ tư thế là thường xuyên đua vô địch đã trở thành đội châu dưới. Câu chuyện của Đà Nẵng khả năng liên quan đến vấn đề tài chính, bởi đội bóng này từng không để cho đội tuyển U17 tham dự vòng chung kết U17 quốc gia. Hai trận đấu liên tiếp trước và sau đợt nghỉ phục vụ cho SEA Games, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận hai trận thua cùng với tỷ số 3-5, tạo ra một kỷ lục hiếm gặp tại V-League. Những thất bại này không chỉ khiến cho đội bóng của ông Vũ Tiến Thành rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng mà còn cho thấy đội bóng này không còn gì để mất. Trong trường hợp mùa này câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rớt hạng thì cũng chưa biết tình hình sẽ ra sao, khi mà gần 15 năm qua, bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã loay hoay đủ cách mà kết cục thì không có gì mới mẻ. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định muốn một nhà cầm quân đẳng cấp hơn huấn luyện viên Vũ Hồng Việt để hướng đến mục tiêu cao như là vô địch V-League hay giành vé tham dự các giải châu Á. Nói đến huấn luyện viên Gông Okyun thì chắc hẳn người ta sẽ lại nói về huấn luyện viên Chu Xie. Một trong những lý do để nói là U22 Việt Nam thua Indonesia do thiếu kinh nghiệm có lẽ chưa thuyết phục. Năm ngoái thì với những Lê Văn Đô, Văn Tùng, Văn Khang, Văn Trường, Lương Duy Cương hay là Tiến Long, Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Huỳnh Công Đến đã có một kỳ U23 châu Á 2022 để đời. U23 Việt Nam rơi bảng đấu khó trước Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia nhưng ghi 5 bàn, thắng 1 và hòa 2. Và nếu may mắn thì Việt Nam có 7 điểm thay vì là 4 điểm bởi đánh rơi chiến thắng ở phút cuối trước U23 Thái Lan. Tuy nhiên thì kết quả không phải là điều đáng nói về đội tuyển U23 Việt Nam. Lối chơi hiện đại, công thủ toàn diện và chuyển đổi trạng thái nhanh chóng, ông Gông Okyun đã khiến cho tất cả phải thán phục. Bởi Việt Nam đã 3 trận ở vòng bảng với 3 đội hình khác nhau, có đến 22 trên 23 cầu thủ được ra sân và hệ thống chiến thuật linh hoạt từ các sơ đồ khác nhau như là 4-4-2, 4-1-4-1, 5-3-2 hay là 4-3-3. Ông Gông bị hoài nghi vì dẫn dắt lứa cầu thủ non kinh nghiệm nhất U23 châu Á 2022. Cả đội có 185 trận chuyên nghiệp, con số này thua xa so với Thái Lan với 506 trận ở giải vô địch quốc gia và 32 trận cấp độ đội tuyển quốc gia. Tính riêng Christa Kaman, Ekanit đã chơi 179 trận ở Thái Lịch, tức là gần bằng U23 Việt Nam. Thái Lan còn mang cả thần đồng Suvanat tranh tài với Việt Nam. Đây là lứa cầu thủ giỏi hơn so với đội hình dự SEA Games 31 của Voi Chiến. Dù thua kém Thái Lan, Hàn Quốc hay là Malaysia về kinh nghiệm lẫn thực chiến, nhưng U23 Việt Nam lại chơi cực hay. Thái Lan thoát thua, Hàn Quốc chỉ có một điểm và Malaysia thua dễ trước đội dự bị của U23 Việt Nam. Đội bóng của ông Gông Okyun đá theo đúng nghĩa một đội bóng có tầm vóc ở châu lục, lấy 3 điểm trước Malaysia theo tư thế là đội mạnh và là cửa trên. Nhìn lại tài nghệ của ông Gông Okyun, tin rằng là nhiều người hâm mộ cảm thấy sự khác biệt rất lớn về lối chơi so với hình ảnh U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Chúng ta không còn Thanh Bình, Việt Anh thì đối thủ cũng mất đi nhiều cầu thủ giỏi, điển hình là Thái Lan không dùng Ekanit Bania, Suvanat. Hình ảnh phản chiếu rõ nhất là thủ môn Quan Văn Chuẩn luân chuyển quả bóng cùng các đồng đội một cách nhịp nhàng. Nhưng Văn Chuẩn không còn là chính mình ở SEA Games 32. Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Đô, Văn Trường, Duy Cương, Tiến Long cũng nhạt nhòa. Thậm chí là Văn Khang và Văn Trường chỉ có thể dự bị ở SEA Games 32. Ông Chu Xie nói về yếu tố kinh nghiệm và thực chiến sau trận thua Indonesia. Nhưng cần nhắc rằng là phần lớn cầu thủ kể trên được ông Gông dẫn dắt đã chơi rất hay tại U23 châu Á năm 2022. Dù đẳng cấp các đối thủ và độ tuổi khác xa so với tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ tiếp tục với U23 Việt Nam
trong giải đấu tới đây là vòng chung kết U23 châu Á 2024. Vào 14 giờ chiều ngày hôm nay 25 tháng 5 thì Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng là sẽ nằm bảng đấu dễ thở. Trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 thì AFC cũng đã công bố một số quyết định có thể mang lại ưu thế cho đoàn quân của ông Chu Xie, đó là làm chủ nhà một bảng đấu và nằm trong top 11 đội hạng đầu của 43 đội tại U23 châu Á tham dự vòng loại. Với việc làm chủ nhà ở vòng loại, ngoài việc không gặp các đối thủ ở nhóm hạt giống số 1, U23 Việt Nam cũng tránh được các đối thủ chủ nhà ở nhóm khác. Vì vậy mà thầy trò ông Chu Xie nhiều khả năng sẽ rơi bảng đấu dễ thở. AFC công bố 11 đội làm chủ nhà ở vòng loại U23 châu Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Ả Rập, Tajikistan và Uzbekistan. Các đội này sẽ được chia vào 11 bảng khác nhau, trong khi nhóm hạt giống số 1 còn lại là các đội Nhật Bản, Úc, Iraq, Turkmenistan và UAE. Việt Nam có thể gặp các đối thủ cùng bảng ở nhóm hạt giống còn lại và không làm chủ nhà đã được AFC công bố, cụ thể là tại nhóm 2, bao gồm Iran và Malaysia, Myanmar, Campuchia, Syria, Ấn Độ, Singapore. Tại nhóm 3, bao gồm Kyrgyzstan, Palestine, Yemen, Đông Timor, Đài Loan, Liban, Lào, Bangladesh, Hồng Kông, Trung Quốc, Maldives, Oman. Nhóm 4 bao gồm Mông Cổ, Philippines, Afghanistan, Brunei, Triều Tiên, Guam, Macau, Pakistan và Qatar. Vòng loại U23 châu Á 2024 có tổng cộng 43 đội tham dự, thi đấu từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 9. Với 43 đội thì AFC tiến hành bốc thăm chia bảng các đội vào 11 bảng đấu. Với 10 bảng sẽ có 4 đội và một bảng cuối chỉ có 3 đội. Mỗi bảng sẽ được thi đấu tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt. Với 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất trong các bảng đấu đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 cùng đội chủ nhà Qatar. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 cũng là giải đấu xác định 3 đội đứng đầu giành suất chính của AFC tham dự Olympic Paris từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024. Đội thứ tư sẽ đấu trận play-off với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt.